Chào các bạn, trước mặt mình đây là một cái phân bón Mirurin chỉ số 163116, rất là giống với một cái phân bón nổi tiếng là 193417. Thì 193417 thì nó cao hơn cái này 3, đạm cao hơn 3. 31 là giống hai nhau. Còn 16 thì coi như là 17 thì nó gần giống như giống nhau, thì nó có nghĩa là gì ạ? Cái phân kia là kích bông thì cái này cũng là dạng kích bông các bạn. Cuối năm nay thì đó là thời điểm để vào kích bông của những cây ăn trái, cây kiểng, hoa lan, các loại dân dân để phục vụ cho mùa Tết. Thì Mai Quy xin giới thiệu cái sản phẩm Mirurin. Nó có loại bao bì 1kg và loại 100g. Thì bao bì 1kg thì đóng gói như vậy. Đây là sản phẩm của hãng Á Châu. Hiện tại giờ trong thời gian mấy năm vừa qua thì sản phẩm của công ty Á Châu là rất là nổi tiếng vì cái chất lượng, tức là sản xuất phân bón thì nó rõ ràng về chỉ số xài đó có hiệu quả. Mai Quy xin phân tích vô cái thành phần. Cái này là 16 đạm, lân là 31, kali là 16, thì coi như là rất là quen thuộc ha. Thì cái hàm lượng lân nó cao vậy để nó kích bông. Còn cái mo, bo, kẽm thì ba cái vi lượng này mục đích đó là nó để làm cho những cái bông nó không rụng nè, làm cho khỏe cây nè, cứng cáp nè, vân vân. Nó cũng là một cái vi lượng cần thiết để bổ sung cho quá trình ra trái kích bông của cây, tức là họ chỉ bổ sung cái nào cần thôi chứ không bổ sung lan tràn. Nhưng mà nó có hai cái này rất là hay, đó là một cái là GA3, đó là chất kích thích tăng trưởng, điều hòa sinh trưởng. Đây có chất điều hòa sinh trưởng mà ha, tức là tưới vô cây nó sẽ hấp thu cực nhanh. Thì ra tưới cái này các bạn cho nước nhiều lên một chút, độ ẩm trong chậu hay độ ẩm ở dưới đất nó tốt lên, nó nhiều hơn một chút để cho cái GA3 này nó vận chuyển hiệu quả ha bạn ha. Đó có điều là quan trọng điều đó. Có, nó có cái axit arginic. Arginic này là nó là chiết xuất từ tảo nâu, nó bổ sung thành phần tảo cho cây. Thì bây giờ chúng ta biết là trong thời gian qua thì tảo biển như là Amirin, là tảo biển Sisal là tưới cho cây hiện tại trong thời gian qua rất là tốt. Nhưng có một cái rất là hay nữa mà các bạn có thể không biết được, đó là cái tảo này nè, nó rất là nó bền, nó siêu bền, nên khi nó tưới lên lá cây hay là nó tưới lên một cái thành phần nào đó, nó sẽ tạo ra một cái lớp màng nhầy bảo vệ, tức là siêu dai để bảo vệ cho cây trong một cái thời gian cụ thể nào đó. Đó, tức là khi tưới cái tảo lên, tất cả cái nào mà nó có cái chất này nè, nó rất là chắc nha, nó là một cái màng rất là chắc, nó được, thậm chí nó được dùng trong y học đó các bạn. Đó, thì nó sẽ tạo một cái lớp màng trên cái lá bề mặt, nó rất là dai, nó làm cho bảo vệ cây mình nó không có bị vi khuẩn nấm mốc và tấn công. Rồi sau một thời gian, tất nhiên là nó sẽ bị thời tiết nước nôi, nó sẽ trôi tuột, nó phân hóa thành lại thành cái tảo tốt cho cây. Thì đây là một cái số chất áp dụng công nghệ mới của thế giới để bỏ vào trong cái phân bón chúng ta, để phân bón chúng ta hiệu quả hơn các bạn ha. Đây có thể dùng cho tất cả những cái loại cây, tiêu, dùng cho cà phê, tiêu, cam, bưởi, thanh long, sầu riêng, lúa, cải, ớt, hoa hồng, hoa cúc. Tóm lại là làm bông, làm trái, làm cho bông đẹp, bông phát triển đẹp hơn, rồi trái thu hoạch tăng cao vụ mùa. Với hàm lượng 16 kali cao, 31 kích, 16 này là đạm để nó điều hòa cây, nó không có bị thiếu đạm. Tại vì sao ạ? Vì chúng ta có nhiều lúc á, chúng ta kích bông nhưng cây đó nó không có đủ tuổi ra bông, nó vẫn còn đang tăng trưởng. Tức là nhiều khi chúng ta cũng không có rõ cái điều đó, mà không có rõ điều đó. Tức là chúng ta cứ kích thôi chứ có biết cây nó có đủ sức không. Rồi khi nó không rõ như vậy thì nó không đủ sức, nó lại thiếu đạm, nên người ta bây giờ người ta hay làm cái đạm nó hơi cao cao. Mà có cái đạm cao á, nó cũng làm cho nuôi dưỡng cây, nhưng mà nó cũng có một cái nữa là nó cho tôi búng,
tức là khi đạm cao nó sẽ dễ búng, nó búng, nó cộng hưởng với, tức là bắn những cái bông hoa, nó cộng với 31 này rất là hiệu quả. Đó là cái chỉ số của cái các hãng trên thế giới. Thì hôm nay Mai Quy xin giới thiệu cái loại này để chúng ta có thể biết để mà tưới cho cái vụ mùa cuối năm nay, cho Tết năm nay, để làm cho bội thu, tăng nhiều cái sản phẩm mà chất lượng cao để đem đến kinh tế cho cuối năm. Chúc các bạn thành công trong cuối năm nay với vụ mùa bội thu, với những cây hoa trái nặng trĩu, với những bông hoa thật là đẹp, đặc sắc, để cho cuộc đời này thật sự là đơm hoa kết trái. Xin cảm ơn, xin chào các bạn.